Với khẩu phần 4 người, quý vị cần chuẩn bị 200 gram thịt nạc xay, cộng ngò rí, đậu que, hành tây, cà chua, tỏi băm, gừng băm, hành tím băm, bột năng, các gia vị thông thường, hạt nêm aji ngon và bột cà ri tiện dụng aji quýt. Đầu tiên chúng ta sẽ sơ chế nguyên liệu là cắt hạt lựu, đậu que, hành tây và cà chua. Anh sẽ cắt đậu que trước nha. Tiếp theo anh sẽ cắt hạt lựu, hành tây. Kế đến là mình cắt cà chua luôn nha. Riêng cái phần cọng ngò này anh sẽ băm nhuyễn. Mà anh Thành lạ ghê chưa, ngò thì lấy luôn cả cọng cả lá, tự nhiên nó lấy có cọng không mà nó chổng chơ làm sao á. Anh lấy cái cọng ngò này là nó có độ thơm. Sau khi đã chuẩn bị các công đoạn chế biến nguyên liệu xong rồi, chúng ta sẽ bước vào phần ướp thịt nha quý vị. Trước tiên anh sẽ nêm một muỗng cà phê aji ngon nè, chút tiêu, nửa muỗng cà phê đường, đây là một muỗng cà phê cộng ngò băm, một muỗng canh hành tím băm nè, cuối cùng là một muỗng cà phê bột năng. Bây giờ mình sẽ trộn đều lên để cho thấm gia vị nha. Bây giờ chúng ta sẽ vo thịt thành những viên vừa ăn nha quý vị. Em cứ làm những viên nhỏ thế này đó, mình cho làm thử xem. Thịt thì cỡ một muỗng canh là vừa hả anh? Một muỗng là vừa đó em ơi. Đó, cỡ này. Chưa chi là em thấy cái viên thịt đã có cái ẩn cái màu xanh xanh của cọng ngò rất là bắt mắt rồi nè anh. Đã vo viên những miếng thịt xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ áp chảo những miếng thịt này cho sáng mặt. Đây, cho chảo lên bếp, cho một chút dầu thôi. Dạ. Thưa quý vị, chúng ta sẽ áp chảo những miếng thịt này cho sáng mặt. À, nhưng mà khi áp chảo chúng ta chỉ sử dụng lửa nhỏ thôi. Lửa nhỏ hả? Tại sao anh? Lửa nhỏ để viên thịt không bị cháy. Và thứ hai nữa là mình khi mình áp chảo như thế đó, mình nấu cà ri á, thì viên thịt sẽ không bị khô và dễ định hình viên vịt tốt hơn. Rồi bây giờ anh sẽ cho vào chảo nha. Dạ. Đợi một chút xíu ha. Ứng ba la thịt chiên đã chín. Anh sẽ cho ra dĩa ngay ha. Dạ. Tiếp theo mình sẽ phi thơm gừng và tỏi băm. Gừng trước ha. Gừng nè, tỏi nè. À, cho vào cái là thơm ngay. Chúng ta sẽ xào hành tây và cà chua chung nha quý vị. Thơm quá hả? Sau khi đã thơm thành cái cà nè, anh sẽ cho vào hai chén nước. Dạ, hai chén nước. Sau khi đã cho nước vào, chúng ta sẽ cho bột cà ri tiện dụng aji quýt vào. Chúng ta sẽ sử dụng một gói nha quý vị. Thay vì chúng ta phải mua rất nhiều những cái loại gia vị khác nhau về gia giảm chế biến, chúng ta chỉ cần có một gói bột cà ri tiện dụng aji quýt thôi thì đảm bảo chúng ta sẽ có một nồi cà ri rất thơm ngon rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ cho thịt viên vào. Ôi, vậy là sắp xong rồi hả anh? Sắp xong rồi đó Minh Dâu. Chúng ta sẽ nấu thịt viên cho chín và thấm đều gia vị, rồi sau đó sẽ cho đậu que vào. Làm như thế đậu que mới giữ được độ giòn và màu xanh đẹp của đậu que. Anh Thành mà không nhắc thì em đã phạm một sai lầm rồi. Em cảm ơn anh Thành nha. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta phải đợi cho thịt viên chín rồi quý vị hãy cho đậu que vào nha. Làm như vậy mới giữ được màu xanh và độ giòn của đậu que. Bây giờ thịt viên đã đủ chín rồi đó quý vị. Chúng ta sẽ cho đậu que vào. Cho đậu que vào. Như thế là đậu que đã chín rồi đó. Là mình sắc hồng lựu mà, tắt lửa nha. Dạ. Nhìn hấp dẫn quá ha. Màu xanh xanh mà, trắng trắng, vàng vàng, đỏ đỏ này đẹp không? Dạ, rất là đẹp. Cho thêm một chút ngò rí vào và một chút tiêu nữa. Dạ. Như vậy là xong rồi đó. Bây giờ anh mời bên Châu dùng thử món cà ri thịt viên này không sao nha. Dạ. À, em sẽ thử ứng dụng cái hồi nãy anh Thành chỉ em nha. Úm bà là món ngon mỗi ngày, cà ri thịt viên hồ biết. Có ngay. Xin mời. Em cảm ơn anh. Anh Thành ơi, thịt viên rất mềm, rất đậm đà, không hề bị khô. Nhưng mà đã vậy nhìn cái viên thịt lại không bị nát nữa. Còn đậu que thì giòn giòn nè. Em còn cảm nhận được cái vị rất là đậm đà và cái mùi thơm không lẫn vào đâu được của cà ri đó. Món ngon. Giao mùa. Thân mến, vào những ngày mùng 1, ngày rằm hay những ngày đại lễ của Phật giáo như ngày Vu Lan, ngày lễ Phật Đản,
người Việt Nam theo đạo Phật thường có thói quen ăn chay. Với những món chay làm từ những nguyên liệu có nguồn gốc thực vật và với bàn tay khéo léo của người đầu bếp, những nguyên liệu này sẽ trở thành những món ăn vô cùng hấp dẫn và cũng không kém phần thơm ngon. Trong chương trình Khéo Tay Hay Làm kỳ này, tôi sẽ giới thiệu đến với các bạn một món chay, đó là món curry chay. Để nấu món cà ri chay, các bạn cần khoảng 3 miếng đậu hũ chiên, 1 miếng tàu hũ ki lớn, 1 củ cà rốt, khoảng 3 củ khoai tây lớn, 1 ít sả, 1 cây mía lau. Ngoài ra các bạn cũng chuẩn bị khoảng 300 g dừa nạo, chúng ta vắt lấy 1 tô nước giảo dừa và 1 chén nước cốt. Phần gia vị, các bạn chuẩn bị cà ri dầu, cà ri bột, một ít lá thơm, hành phi, muối, tiêu và đường. Giai đoạn đầu tiên là các bạn sẽ chuẩn bị phần đậu hũ. Đậu hũ các bạn mua loại đậu hũ đã chiên sẵn hoặc là các bạn có thể mua đậu hũ trắng về chúng ta chiên vàng rồi sau đó chúng ta mới thực hiện cho món ăn. Để chuẩn bị cho món ăn thì các bạn sẽ cắt những cái miếng đậu hũ này. Chúng ta chẻ đôi cái miếng đậu hũ ra để giữ nguyên cái bản lớn của miếng đậu hũ. Đậu hũ bán ở chợ thì có nhiều loại, các bạn lưu ý chúng ta chọn loại đậu hũ phần ruột ở phía bên trong không quá xốp, vẫn còn đặc ruột như thế này, và kích thước bề chiều dài khoảng chừng 6 hoặc là 7 cm, chiều ngang chỉ khoảng 3 cm là vừa. Phần lá tàu hũ ki khô thì các bạn ngâm cho mềm. Nói là ngâm chứ chúng ta không để lâu trong nước, vì để lâu trong nước nó sẽ mềm nhũn ra. Các bạn chỉ việc nhúng vào nước để khoảng chừng 1 hoặc là 2 phút thì tàu hũ ki đã mềm rồi. Đậu hũ sau khi chúng ta đã cắt ra làm đôi, các bạn sẽ bắt đầu ướp gia vị vào. Phần gia vị các bạn ướp vào là gồm có muối, tiêu, và một ít cà ri. Và các bạn thoa đều lên trên miếng đậu hũ này. Khi thoa những cái phần gia vị này lên trên miếng đậu hũ thì các bạn chú ý là chúng ta dùng tay ấn hơi mạnh vào phía bên trong cái phần ruột mềm của miếng đậu hũ để cho gia vị thật là thấm vào miếng đậu. Nguyên liệu thứ hai là phần mía lau. Mía lau các bạn mua về chúng ta rửa cho thật sạch và các bạn gọt bỏ bớt cái phần rễ ở những cái mắt mía này. Sau đó chúng ta chẻ cây mía lau này ra làm 4 phần. Mỗi cây mía lau chúng ta chẻ ra làm 4, xong rồi các bạn sẽ dùng dao chúng ta chuốt để cho những cái cạnh nhọn của cọng mía lau này tròn lại. Các bạn sẽ chặt những cái khúc mía lau này ra làm 3 phần, như vậy là mỗi đoạn mía lau có chiều dài khoảng chừng 10 cm. Phần tàu hũ ki tôi giới thiệu với các bạn trong giai đoạn đầu là tàu hũ ki khô. Chúng ta sau khi ngâm nước xong vừa mềm thì các bạn vớt ra ngay và để ráo. Khi để ráo rồi các bạn dùng kéo, các bạn cắt thành từng miếng. Những miếng tàu hũ ki mà có thể dùng để cuốn được có kích thước là một cái hình chữ nhật, chiều dài khoảng chừng 15 cm và chiều ngang thì khoảng chừng 8 hoặc là 9 cm như thế này. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cuốn những cái miếng đậu hũ vào trong cái phần tàu hũ ki này. Đầu tiên là các bạn trải miếng tàu hũ ki ra. Chúng ta xếp một mép lại. Phần mép bên tay phải các bạn xếp khoảng chừng 1 cm. Lấy một cọng mía lau để giả làm phần xương. Chúng ta sẽ sử dụng một miếng đậu hũ đã ướp gia vị rồi. Các bạn đặt vào miếng tàu hũ ki. Sau đó các bạn bẻ phần mép còn lại vào. Chúng ta sẽ đặt miếng mía lau ở khoảng giữa, ấn sâu vào phần đậu hũ. Vì phần ruột đậu hũ rất là mềm, các bạn có thể ấn sâu vào. Rồi chúng ta xếp miếng tàu hũ ki. Cuối cùng các bạn sẽ cuốn tròn lại. Các bạn nhớ lưu ý là khi cuốn các bạn cuốn nhẹ tay một chút. Là vì tàu hũ ki này rất mềm, nếu các bạn làm mạnh tay thì tàu hũ ki sẽ bị rách ngay.
Phần cuối này, ở phần góc cuối các bạn xếp thêm một lần nữa để cho miếng tàu hủ kia gọn lại. Và chúng ta kéo hết tất cả phần mí này nằm ở phía bên dưới. Cuối cùng các bạn dùng một sợi dây lạc, các bạn buộc phần dưới này lại. Để buộc phần thực phẩm này thì các bạn nên sử dụng dây lạc, là vì lát nữa chúng ta sẽ qua giai đoạn chế biến làm chín bằng giai đoạn nướng, bằng giai đoạn chiên, và sau đó chúng ta lại còn nấu trở lại nữa. Các bạn không sử dụng chỉ, là vì chỉ may hiện nay là loại chỉ có sử dụng sợi hóa học. Nếu các bạn chiên ở nhiệt độ cao thì sợi chỉ sẽ bị chảy ra và sẽ dính vào thực phẩm. Như vậy là một cái cuốn đậu hũ, chúng ta đã quấn tàu hũ kỳ ở phía bên ngoài đã hoàn tất. Các bạn sẽ tiếp tục làm như vậy cho đến hết phần tàu hũ kỳ và phần đậu hũ mà chúng ta đã chuẩn bị. Sau khi các bạn đã cuốn xong các cuốn đậu hũ và chúng ta quấn xung quanh tàu hũ kỳ tạo thành hình dạng giống như là những chiếc đùi gà như thế này. Các bạn cũng có thể thay thế phần cọng mía lau này bằng gốc sả cũng được. Sau khi đã cuốn xong thì chúng ta sẽ chuẩn bị đến nguyên liệu kế, đó là khoai tây và củ cà rốt. Phần sả cây các bạn mua về chúng ta đập dập phần gốc, rồi sau đó chúng ta bó chặt lại để chúng ta sẽ cho bó sả này vào trong nồi cà ri. Cà rốt các bạn cắt khúc, hoặc là các bạn có thể tỉa hoa tùy theo ý thích. Phần khoai tây các bạn cắt ra thành miếng vừa ăn. Các nguyên liệu bây giờ đã chuẩn bị xong thì các bạn sẽ tiếp tục đến giai đoạn kế, đó là giai đoạn chúng ta sẽ chiên các nguyên liệu. Các bạn cần lưu ý là khi chiên khoai tây, các bạn phải để giai đoạn đầu chúng ta phải để lửa thật lớn, cho dầu là các bạn chiên khoai để nấu món cà ri hay là các bạn chiên khoai để làm món bò bít tết, chúng ta cũng đều phải để lửa lớn. Trong giai đoạn sau, khi khoai tây đã bắt đầu hơi vàng thì lúc đó các bạn mới bớt lửa để giữ độ giòn cho khoai tây. Trong khi chúng ta chờ chiên cho khoai vàng thì các bạn sẽ chuẩn bị nồi để chúng ta nấu cà ri. Và chúng ta sẽ cho hết tô nước giảo dừa vào nồi. Chúng ta mở bếp lên để cho phần nước giảo dừa này bắt đầu gần sôi thì các bạn mới thả các nguyên liệu vào để nấu cho chín. Chúng ta cho thêm khoảng nửa lít nước nữa. Trong nồi nước giảo dừa này các bạn sẽ nêm gia vị vào. Phần gia vị chúng ta nêm vào trong nồi cà ri gồm có một muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê đường, 2 muỗng cà phê đường. Sau đó các bạn đậy nắp lại, chúng ta chờ cho nước giảo dừa sôi. Bây giờ khoai tây ở trong chảo cũng đã bắt đầu hơi se mặt lại, bắt đầu hơi vàng, thì các bạn sẽ cho phần cà rốt vào, chúng ta chiên chung.